Dạ con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, dạ con kính đảnh lễ đại đức Tuệ Nhẫn. Dạ mến chào tất cả Phật tử, kính cảm ơn huynh Quá Thánh Á đã bốt bài. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 21. Áp ba ma đồ a ma ta pa đằng ba ma đồ mắt cu nô ba đằng áp ba mát ta na mì dần tí về ba mát ta gia thà ma ta. Dạ, không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết, không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Dạ đó là bản dịch của ông ngài hòa thượng Thích Minh Châu. Con đường phóng dật nguy nan, con đường tinh thức vinh quang đời đời, buông lung là kẻ chết rồi, pháp màu bất diệt đợi người cần chuyên. Dạ đó là phổ thơ của ngài giới đức. Pamado amata padang pamado mot kuno padang apamata nami yanti ye mata yang thamantang apamado amata padang ba ma đô man cô nô ba đằng am ba man ta na mi yang ti ye ba man ta ya ta ma ta áp ba ma đô amat ta ba đằng ba ma đô mắt gấp nô ba đằng áp ba áp ba mắt ta na mì dần tí về ba mắt ta gia tham mà mắt ta. Dạ mời Tina nghe. Ok nhưng mới là Mina. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 21. Appamado amattappa amattappa padang pamado macchuno padang appamattanami yanti ye pamattanami yathamatta không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết, không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Appamado amattang padang pamado manchuno padang ampamanta nami ye pamata yathamanta ampamado amattang padang pamado manchuno padang ampamanta nami yanti ye pamanta yathamanta. Con đường phóng dật nguy nan, con đường tỉnh thức vinh quang đời đời, buông lung là kẻ chết rồi, pháp màu bất tử đợi người cần chuyên. Hòa thượng giới đức. Dạ, con kính tri ân quý sư, ân quý tư, cô tu nữ và đạo tràng, con xin mời vị kế tiếp. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Thầm Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room, con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 21. Áp phá ma đồ a ma ta pa đăng pa ma đô ma chú
pa đăng áp pa mắt ta ná mi dằn tí dê pa mắt ta giá thà má ta áp pa ma đồ á má tá pa đăng pa ma đồ mắt chú ngô pa đăng áp pa má ta ná mi dằn tí dê pa mắt ta giá thà má ta áp pa ma đồ á má tá pa đăng pa ma đồ má chú nô pa đăng áp pa mắt ta ná mi dằn tí dê pa mắt ta giá thà má ta không phóng dật đường sống phóng dật là đường chết không phóng dật không chết phóng dật như chết rồi bản dịch của hòa thượng Minh Châu con đường phóng dật nguy nan con đường tỉnh thức vinh quang đời đời buông lung là kẻ chết rồi pháp màu bất tử đợi người cần chuyên bản phổ thơ của hòa thượng Di Đức và Cẩm Vân đã ôn bài xong và mến mời bàn tay của cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, alo, 1, 2, 3, 4, Đạo Tràng có nghe âm thanh của Tuệ Duyên không ạ? Alo, 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 1, 2, 4, 1, 2, trời ơi, đừng nét hôm nay khổ quá. Dạ, con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào Đạo Tràng. Dạ, bây giờ Tuệ Duyên xin kể câu Phật cú số 21. Dạ, cảm ơn Vinh Quả Thanh Á. Áp bát ma đồ ám mát tắc bát đằng đồ mát chú nô bát đằng áp ba mắt tà năm mì dành tí dê ba mắt tà dạ thà mắt tà à ba ma đô à ma ta ba mắt ta ta ma ba mắt đô ta ta đắng ba mắt đô chủ nô ta đắng ba mắt ta dặn tiếng ta và tha bạc ma đồ y ra không chết mà thường thích Minh Châu quan ở đời đời buông là kẻ chết rồi pháp màu bất tử đợi người dạ phổ thơ này của hòa thượng Giới Đức à dạ tự nhiên đã ôn bài xong dạ bây giờ đã thấy tín hiệu của anh Minh dạ kính mời anh Minh. Dạ, sa thứ lành thay, kính cảm ơn cô Tự Duyên. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng. Con kính đảnh lễ quý Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý cô tu nữ, kính chào quý anh chị. Dạ, tri ân cô Tự Duyên, cảm ơn chị Rạng Đông.
Con xin phép trả bài câu pháp cú số 21. Abhamado amata ba đằng Abhamado ma chư nô ba đằng Abhamata na mi dành tí về Abhamata gia thà mata Abhamado amata ba đằng Abhamado ma chư nô ba đằng Abhamata na mi dành tí về Abhamata gia thà mata Abba Mado Amata Ba Đăng Ba Mado Mat Chuno Ba Đăng Abba Mata Nami Yanti Ye Ba Mata Ya Tha Mata. Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Abhamado amata ba đằng Abhamado mat chuno ba đằng Abhamata nami yanti ye Abhamata yatha mata Abhamado amata ba đằng Abhamado mat chuno ba đằng Abhamata nami yanti ye Abhamata yatha mata. Con đường phóng dật nguy nan, con đường tỉnh thức vinh quang đời đời, buông luôn là kẻ chết rồi, pháp màu bất tử đợi người cần chuyên. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ. Kính dâng mít lại đạo tràng ạ. Dạ, sa thu làm tại xin lai mình. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khả Giá, kính đại lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng, kính đại lễ cho đại đức tăng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng trong lớp học pháp cú kinh. Con xin được kể kinh pháp cú số 21. Appamado appamata padang pamado macchuno padang Appamatta nami chanti ye pamatta yatha mata Appamado amata padang pamado macchuno padang Appamatta nami chanti ye pamatta yatha mata Appamado amata padang Pamado macchuno padang Appamatta nami chanti Ye pamatta yatha mata. Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết, phóng dật như tồi. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Con đường phóng dật nguy nan, con đường tỉnh thức vinh quang đời đời, buông lung là kẻ chết rồi, pháp màu bất tử đợi người cần chuyên. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Nam mô Phật Thầy Giá. Dạ, xin ra kính mời Sít Sương Mai. Dạ, kính cảm ơn Quỳnh Quá Thành Á. Con Sương Mai. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Con kính lễ chư tôn đức, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ và sư mai, kính chào chư quý cận sự. Con xin đọc pháp cú 21. Appa Mado Amata Ba Đăng, Pa Ba Mado Mắt Chú Nô Ba Đăng, Appa Mata Na Mi Dành Tí Về Pa Mata Giá Tha Mata. Appa Mado Amata ba đằng ba ma đồ mắt chú nô ba đằng appa mata na mi yan tí về bát mata gia tha mata appa ma đồ amata ba đằng ba đằng ba ma đồ mắt chú nô ba đằng appa mata na mi yan tí về mata gia tha mata Abba Mado, Abba Mabana Padang, Padang,
Pa ma do ma chu no ba đăng a ba ma ta na mi yan ti ye ma ta và tha ma ta. Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Và bản phổ thơ Hòa Thượng Minh Châu: con đường phóng dật nguy nan, con đường tỉnh thức vinh quang đời đời. Buông lung là kẻ chết rồi, pháp màu bất tử đợi người cần chuyên. Và bản phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Và thưa cũng con thấy đã tới giờ rồi, không biết có vị nào lên thỉnh giảng sư hay không. Hay là con xin thỉnh giảng sư nha. À quên quá thành á. À, chị là á à, còn nữa đâu quý vị đọc đi nha. Cảm ơn Sita Thiền Mai. Bác Tân đang định nói, Sita Thiền Pháp Sư luôn mà. Nói hoài quên đến phần đặc không đánh vào, nên Sita thì không thấy. À, Nam Mô Phật Thầy Gia, Nam Mô Tham Mà Gia, Nam Mô Sẵn Kha Gia. Dạ, Bác Tân đang xin được tùy hỷ phước báo của các vị đã lên kể kinh Pháp Cú trong ngày hôm nay. À, con xin được thay mặt đại chúng trong rung để tỉnh Pháp Sư. Brahmacaloka-thipati sahampati katanjari antivarang ayacatha santitha sattaparayakha chatika thesetu thammang anukampimang pachang. Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhầm lời nhưng chẳng gì hơi, quyết lòng mở đạo dây đời, nhắm vườn lộc ca giả ngài rời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dư pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giam vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thiện phổ cập, đám mưa lằn rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tích ca rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi, chúng con ngồi khắp chốn mi, tối mê cầu đặng chí chi vẹn toàn. Dạ Nam Mô Phật Tha Giá, thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính cung thiền đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài kinh Pháp Cú số 22, từ vựng ý nghĩa và duyên sự đến hạ Phật tử chúng con. Nam Mô Phật Tha Giá. Dạ, con xin được nhận. Dạ, vào giờ này là giờ lắng nghe Pháp Bảo. À, con xin cùng với đại chúng đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo Cao Thượng và chúng ta chia sẻ hiểu biết về những gì mà chúng ta hiểu biết được trong giáo pháp của Đức Phật để làm nền tảng cho sự giác ngộ trong tương lai. Arahang samma sambuddho phagawa buddhang phagawantang afiwademi swakhato phagawata thammo thammang lamasabi sibano phagawato sawaka sangho sanghang lamasami. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức ba ngôi Tam Bảo Cao Thượng. Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác, ngài đã tự mình bẻ gãy được bánh xe sanh tử luân hồi, ngài xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo thực sự là phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Nhưng chỉ với ai có niềm tin chân chánh, nghe và thực hành theo lời dạy thì mới được giác ngộ Niết Bàn.
Con xin nghiêm tình cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo, đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có duyên lành gieo những hạt giống đến Tăng Bảo, người ấy trong vòng trầm luân sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là thành tựu đầy đủ ba la mật, chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo. Do đảnh lễ ân đức Tam Bảo, phần phước phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, nông vương, càng thác bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, Atula, chim chúa, và kính chư phước lành này đến tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần ở xa ở khắp mọi nơi. Xin quý ngài quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để sự được sự an lạc tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật ngõ hầu, sớm thành tựu các bậc thánh nhân trong tương lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Hôm nay chúng ta học tiếp về câu kệ số 22 về phẩm không sao lãng hay là không phóng dật. Chúng con xin đọc câu kệ một lần. Ê tăng quý xê sát tô nhát toa áp bác ma đâm hí anh đi ta áp bác ma đê bác mô đâm tí a rít gia năng vô chạ rê rà ta. Nghĩa việc được ngài Incharnanda ngài dịch là nhận biết rành rẽ điều này về sự không sao lãng. Rành rẽ về điều này là điều nào? Rành rẽ về các thực tại, các trạng thái sanh khởi trong đời sống hàng ngày. Khi cái thấy sanh khởi, biết rõ cái thấy này do duyên gì sanh, khi cái nghe, cái ngửi. Khi tham có mặt, biết rõ tham có mặt không phải là ai đó. Thì cái đó gọi là biết rành rẽ, không sao lãng. Không sao lãng ở đây chỉ cho chánh niệm tỉnh giác với tứ niệm xứ. Các bậc hiền trí thỏa thích trong sự không sao lãng. Các bậc hiền trí ở đây chính là các bậc đã thấu hiểu tứ niệm xứ và đã có các tầng tuệ giác và các bậc thánh nhân. Được vui sướng trong hành xứ của các bậc thánh, hành xứ của các bậc thánh, tứ thánh đế. Tứ niệm xứ. Như vậy thì chúng ta thấy bậc thánh ở đây chỉ cho pháp, chỉ cho pháp là các tầng tuệ giác và trí tuệ siêu thế. Chúng ta phải luôn luôn nhớ về pháp là vô ngã. Và không có một con người, không có một chủ thể. Đức Phật cũng chỉ là một danh từ để gọi cho một cái pháp tánh tuyệt hảo, đó là toàn giác trí mà thôi. Danh từ A-la-hán cũng chỉ để chỉ cho một pháp tuyệt hảo của trí tuệ mà thôi. Ê tăng quý xê sa tô nhá toa áp bác ma đâm hí. Nhận biết rành rẽ điều này về sự không sao lãng. Ê tăng thì chúng ta là ê tăng nó là một cái đại từ chỉ cho cái điều này hay là điều này, điều nọ, điều kia. Quý xê sát tô nó là một cái trạng từ, và trong câu kệ này nó chia theo xuất xứ cách. Xuất xứ cách. Là rành rẽ. Rành rẽ. Xuất xứ cách là cách thứ năm mà. Chủ cách, đối cách, sử dụng cách. À, xuất xứ cách là thứ tư. Cách thứ tư. Từ vissê xá là một danh từ nam tánh, rành rẽ. Rành rẽ ở đây chỉ cho cái sự chặt pháp, biết rành rẽ các pháp như chúng là, không có lẫn lộn,
không có lẫn lộn là sao? Là đối tượng thị giác thì không phải là con mắt, và tâm nhãn thức cũng không phải là con mắt. Tâm nhãn thức không có kinh nghiệm con mắt, tâm nhãn thức chỉ kinh nghiệm đối tượng thị giác, và chỉ là đối tượng thị giác đó xuất hiện trong thời điểm đó. Và đối tượng thị giác thì không phải là ai đó, mà tâm nhãn thức cũng không phải là ai cả, mà tâm nhãn thức thì cũng không biết đối tượng thị giác là con người này hay con người kia. Do vậy, đối tượng thị giác và tâm nhãn thức diệt đi thì mới có tâm suy nghĩ về đối tượng thị giác. Chính vì điều đó mà chúng ta thấy cuộc sống này không có Đức Phật thì chúng ta mãi mãi chìm vào trong bóng ảnh và sống trong ảo tưởng, trong mơ từ sáng tới chiều và từ đêm cho tới sáng. Và hiện giờ thì chúng ta vẫn đang mơ, cả một ngày chỉ có một, dầu chúng ta có học Phật Pháp, chúng ta cũng vẫn đang mơ trong cả ban ngày, lẫn ban đêm. Và lâu lắm chúng ta mới có được một cái sự nghe về những thực tại một chút xíu. Chúng ta chỉ tỉnh lên một tí rồi vô minh lại, phủ đi. Để cho chúng ta thấy hàng ngày mắt tai mũi lưỡi của chúng ta, ông chủ tham đã đứng ở cạnh sau ba sát la của thấy nghe ngửi nếm đụng rồi. Sức mạnh của vô minh là không tưởng tượng được. Và ngoài cái con đường tứ niệm xứ, chúng ta cần phải học rành rẽ về các thực tại. Chúng ta không nghe về điều này thì trí tuệ nó không sanh được, bởi vì không có tưởng để ghi nhận những cái gì là thật. Chính vì điều đó, những cái ngôn từ để không cái ngôn từ mà không chỉ đúng về những cái pháp, khi mà chúng ta chia sẻ lẫn nhau thì chúng ta sẽ bị mù quáng. Và chính cái ý nghĩa này mà vô minh luôn luôn có mặt trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Bây giờ cũng có đang có vô minh đó. Vô minh ở rất gần chúng ta, do vậy chúng ta rất xa thực tại. Ngày nào mà chúng ta hiểu vô minh từng chút một, thì chúng ta lại gần với thực tại hơn. Còn cái từ nhát toa là cái căn nha thì chúng ta biết rồi. Ở đây là một cái động từ bất biến, là sau khi nhận biết ở đây chính là trí tuệ đó. Panya, cái căn này là căn trí. Appama đâm hí, cái từ Pama đá, là một cái danh từ nam tánh chia theo định sở cách. Pama đá là cái sự sao lãng. Cái sự sao lãng ở đây chính là cái sự phóng dật, cái sự thất niệm, cái sự che mờ của vô minh bất thiện từ sáng đến chiều. Đối với cái thấy, cái được thấy, cái nghe, cái được nghe, cái ngửi, cái được ngửi, cái nếm, cái được nếm, cái xúc chạm, cái được xúc chạm, và cái suy nghĩ về những sự như vậy. Là cái từ đằng trước nó appamada, tức là không sao lãng. Không sao lãng, không sao lãng ở đây tức là vị đó phát triển hiểu biết chánh niệm về những cái khoảnh khắc thực tại nơi thân của tâm mình đang diễn ra trong đời sống hàng ngày, trong sự không phóng dật, không có si mê. Khó không thưa quý vị? Nói thì cái câu kệ này nói ra chúng ta cứ nghĩ là trời ơi sao mà dễ thế, nhưng mà thực tế thì chúng ta học pháp bao nhiêu năm chúng ta thấy không, chúng ta học dầu là có đúng đi chăng nữa thì vô minh nó vẫn có duyên để sanh. Và trí tuệ thì rất là ít ỏi. Và thậm chí xin lỗi, có người càng học nhiều thì lại càng si mê, càng chấp về ý niệm về ngã, vì họ không có cái học đúng, không có cái hiểu đúng. Không có cái học đúng, không có cái hiểu đúng.
và không có ai có thể ngăn cản được vô minh, phải không ạ? Và không có ai thực hành được cái gì cả, không có ai tạo niệm được cả, không có ai tạo ra thiền định, không có ai tạo ra bất cứ một điều gì cả. Nó chỉ sanh khởi do duyên riêng của chúng mà thôi. Người nào đó nói rằng tôi tu tập như thế này, tôi tu tập như thế này sẽ thành tựu như thế này, như thế kia, đó chỉ là vô minh nói chứ không phải là sự hiểu biết. Ai có thể tạo ra các pháp, hay chỉ các pháp sanh khởi do duyên của chúng và rồi mất đi? Cái thấy sanh ra một mình, kinh nghiệm đối tượng thị giác một mình, đối tượng thị giác cũng sanh khởi một mình và chết đi một mình. Và khoảnh khắc thấy ngày hôm qua không bao giờ còn sanh lại trong vòng sanh tử luân hồi. Khoảnh khắc trước đây, khoảnh khắc thấy vừa mới thấy ở đây cũng đã diệt đi, chúng không còn sanh lại trong bất cứ thời điểm nào trong vòng sanh tử luân hồi nữa. Cũng như kiếp này, cái thân này được nằm xuống, khi tử thần đến, chúng không bao giờ sanh lại một cái thân nào giống như vậy nữa. Đó là bản chất, đó là đường lối tự nhiên của ngũ uẩn. Và chúng ta luôn luôn là những ngũ uẩn mới, được duyên từ những ngũ uẩn cũ, nhưng mà ngũ uẩn cũ hoàn toàn đã diệt đi, và ngũ uẩn mới sanh khởi, rồi lại đi và lại tiếp tục một ngũ uẩn mới diệt đi, và cho đến ngày cho đến khi đắc quả A-la-hán cũng chỉ là những ngũ uẩn mới được tiếp nối một cách trọn vẹn theo sự tích lũy mà thôi. Và thế giới này là thế giới của ngũ uẩn bị chấp thủ, là như vậy đó, là như vậy đó. Không có một con người, không có đàn ông, không có đàn bà, làm sao cái lóng cái lặng này là đàn ông đàn bà được? Nó chỉ là pháp do duyên khởi. Làm sao cái âm thanh này là đàn bà đàn ông được? Không thể. Làm sao cái nhĩ thức này là đàn bà đàn ông được? Làm sao mà cái cảm thọ là đàn bà đàn ông được? Không. Chúng hoàn toàn là những cái đặc tính của pháp hữu vi vô cùng ngắn ngủi, sanh và diệt. Và vòng luân hồi này không ai tìm thấy được thêm những cái cảm thọ nào khác ngoài cái cảm thọ khổ, cảm thọ lạc và cảm thọ phi khổ phi lạc. Đó chính là trí tuệ của bậc toàn giác, và chúng ta suy xét thật kỹ. Và đã vô lượng kiếp rồi, những cái cảm thọ này sanh lên và diệt. Vậy thì chúng ta còn trông chờ gì vào ngày mai, đợi chờ gì vào ngày mai? Ngày mai giàu có bao nhiêu hạnh phúc, giàu có bao nhiêu tham sân si, giàu có bao nhiêu quả thiện, quả bất thiện, thì chúng cũng như là những cái đã qua đi, những cái đã sanh lên và diệt. Không có gì tồn tại. Đó là bản chất và đường lối của chúng. Nếu mà chúng như vậy thì chúng ta không có sao lãng. Người không có sao lãng tức là người không có chạy theo quá khứ, người không có ước muốn về tương lai, người không muốn trở thành một cái gì đó trong tương lai. Đó là người không có sao lãng. Tương lai thì chúng cũng chỉ là hiện tại như bây giờ. Tương lai chỉ là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái lếm, cái xúc, cái chạm, cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh và những cái suy nghĩ. Và chúng cũng tùy thuộc vào nhân và duyên, chúng sanh và diệt mất. Chúng không còn tồn tại ở bất cứ đâu nữa cả. Cũng như khoảnh khắc này đây, chúng đã sanh lên chỉ với duyên riêng của chúng một lần trong vòng sanh tử luân hồi và rồi diệt đi, không bao giờ sanh trở lại. Đó là bản chất của sự vô thường của các pháp hữu vi. Tiếp đồng ngữ Á là không, Ba Ma Đá là danh từ nam tánh, sao lãng hay là phóng dật. Pandita là áp Ba Ma Đi, Ba Mô Đăng Tí Ariya Năng Vô Chả Rê Rata. Pandita
là danh từ nam tánh, chủ cách số nhiều là các bậc hiền trí. Các bậc hiền trí đây, ở ngoài xã hội thì có rất nhiều người học thức cao nhưng mà không được gọi là hiền trí, dầu người đó có là tiến sĩ. Hiền trí là bậc thông hiểu lý tứ thánh đế mới được gọi là bậc hiền trí. Bậc hiền trí phải được nghe về tứ niệm xứ, thấy rõ được thực tại Đức Phật dạy mới là gọi bậc hiền trí. Bậc hiền trí có đôi khi là người Phật tử rất đỗi bình thường, nhưng mà đôi khi một vị chư tăng tu hàng trăm hạ nhưng mà chưa nếm được cái hương vị đó, còn si mê thì cái đó cũng chưa được gọi là bậc hiền trí. Như vậy bậc hiền trí ở đây chỉ cho những ai phát triển được tứ niệm xứ và thấy được lý tứ thánh đế mà Đức Phật dạy thì đó được gọi là bậc hiền trí. Bậc hiền trí ở đây là nói về các chư thánh tăng và các cái bậc đang đi trên cái con đường phạm hạnh mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy và giảng dạy. Appamade là một danh từ nam tánh chia theo định sở cách là trong sự không sao lãng, trong sự không phóng dật. Tiếp đồng ngữ á là không. Pamada là một danh từ nam tánh chỉ cho sao lãng phóng dật, tức là chỉ cho tâm si hay là các tâm bất thiện. Chúng luôn luôn che mờ tâm trí của chúng ta và chúng tạo ra những ảo ảnh và chúng ta chạy theo những cái đường lối thế gian của sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, v.v. Pama, Pamo, Đăng Tí, căn của nó là căn mút, tiếp đầu ngữ á, cộng với á và cộng với anh tí. Nó là một cái động từ, ở đây nó thuộc về tha động từ thể hiện tại ngôi số 3, số nhiều, ngôi thứ 3 số nhiều, là thỏa thích hay là hoan hỷ. Khi mà một vị mà đã thấy được thực tánh của các pháp, được an trú trong thực tánh của pháp với chánh niệm tỉnh giác, thì tâm của các ngài luôn luôn hướng đến sự thoát ly, sự xả ly. Do vậy tâm lúc nào cũng trở nên hân hoan, rất là nhẹ nhàng. Các căn của các ngài vẫn địch tỉnh, dầu ngài sống ở trong rừng sâu hay là chỗ đông người, ngài không có bận rộn. Ngài luôn biết được cái chỗ nào độc cư của mình. Ngài thấy cái thấy là độc cư, cái nghe là độc cư, cái nếm là độc cư, cái ngửi là độc cư. Nên là ngài biết rõ các pháp sanh khởi, ngài biết chúng là vô thường, chúng khổ, chúng là vô ngã. Ngài biết rõ pháp hữu vi, dầu là nó có tốt đẹp bao nhiêu đi chăng, chúng cũng chỉ sanh lên ở khoảnh khắc ngắn ngủi và rồi hoại diệt. Chúng đáng để vào quên lãng, mọi thứ tốt đẹp nhất ở trên đời này cũng chỉ để vào quên lãng. Vì sao vậy? Vì bản chất của chúng là vô thường, là sanh diệt, là không làm thỏa thích, hài lòng cho bất cứ ai cả. Căn mút là thích thú, hài lòng. Ở đây tâm của ngài hài lòng với sự tịch tịnh, hài lòng với sự xả ly. Ariya năng Ariya, Ariya là tính từ nam tánh chia theo sở thuộc cách là các bậc thánh. Đúng ra là các bậc đã thấu rõ lý tứ thánh đế. Thấu rõ lý tứ thánh đế. Các bậc thánh thì rất là bình thường, giản dị. Các ngài không có kiểu cách, không có câu lệ như chúng ta thường gặp những cái con cò mà nó thu thúc để bắt con cá. Không phải, các bậc thánh nó toát ra từ một cái nội tâm rất là trong sạch. Khi phiền não tới, các bậc thánh thấy nó là phiền não, không phải của tôi thôi, ngài không có chấp thủ vào chúng. Còn chúng ta thì gò ép đi gặp người này người kia, chúng ta phải tỏ những cái thái độ mình thanh tịnh như này như kia,
mà thực tế bên trong thì nó không có thanh tịnh, nó không thấy được sự thật của các pháp. Và chúng ta cảm thấy chúng ta có bất thiện đối với người này người kia, chúng ta cảm thấy rất là xấu hổ. Nhưng mà dầu chúng ta có xấu hổ bao nhiêu đi chăng nữa thì tâm bất thiện vẫn chỉ là tâm bất thiện do duyên mà sanh. Đó không phải là đường lối của bậc trí. Và chúng ta cần phải nhớ tất cả những pháp vũ vi dầu nó xấu như thế nào, nó cần phải được là đối tượng của chánh niệm tỉnh giác, chứ không phải là chạy trốn bất cứ một điều gì. Đức Phật đã dạy cho chúng ta quán tâm rồi phải không? Tâm tham, biết rõ có tâm tham mà. Nhưng mà chúng ta có làm cái điều đó không? À, chúng ta không. Và chúng ta khi có ai đó bất thiện thì chúng ta chê tới, chê nuôi cái người này bất thiện. Nhưng mà chúng ta không hiểu, lúc mà chúng ta chê đó thì chúng ta đang có cái ý niệm về ngã, cho rằng bất thiện đó là của người này và tôi không thích cái bất thiện đó. Đó cũng chính là bất thiện. Vô minh có mặt ở khắp mọi nơi. Chỉ khi nào chúng ta thực sự thấy pháp là vô ngã thì chúng ta mới bẻ gãy cái tà kiến được. Và tà kiến là một cái gì đó vô cùng nguy hại, mặc dầu chúng sanh ra từ ảo tưởng, nhưng mà đó là cái pháp vô cùng nguy hại. Mà ngay từ buổi ban đầu người con học Phật mà chúng ta không rõ biết điều này thì chúng ta làm sao mà có thể giải thoát được sanh tử. Như vậy người con Phật tiên không phải là diệt tham sân hay là si, mà chính phải hiểu ra các pháp là vô ngã để không có mặt của tà kiến, thì chúng ta mới nhận rõ được các pháp như chúng đang là. Sân chỉ là sân, sân là một pháp do duyên sanh, và sân thì không phải là tham, và sân ở thời điểm sân chỉ có duy nhất cái đối tượng sân đó cuốn vào đối tượng, hay là đối tượng cái sân đó là đối tượng của chánh niệm tỉnh giác mà thôi. Như vậy phiền não nó không có nguy hại khi mà nó là đối tượng của chánh niệm, còn nếu nó không phải là đối tượng của chánh niệm thì nó rất là nguy hại, nó cuốn chúng ta vào cái dòng dục bộc đô hữu bộc đô kiến bộc đô và vô minh bộc đô. Đó là chúng ta cần phải hết sức cảnh giác. Từ gô là cái danh từ nam tánh chỉ cho con bò, chá rá là cái căn cha, danh từ nam tánh là lang thang sống, rá ta căn râm, chúng ta là một cái tính từ chủ cấp chia theo số nhiều. Được vui sướng, những người có sự an vui, những người thoát ra tà kiến, thoát ra phòng kiềm tỏa của ngũ uẩn chấp thủ, thì người đó sẽ được an vui, không còn vướng bận. Biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui hạch bậc thánh. Ngài Thích Minh Châu, Ngài dịch thể năm kệ. Và chúng ta thấy Ngài dịch năm kệ, năm câu thôi, nhưng mà từ ngữ văn phong của Ngài rất là tuyệt hảo, phải không? Rất là tuyệt hảo. Ngài sinh ra ở quốc độ Việt Nam. Và Ngài đem giáo pháp Đức Phật thật là tối thượng. Và công đức của Ngài thì vô cùng là lớn lao. Ở đây Ngài Chí Đức thì Ngài Minh Đức, Ngài dịch là Chí Nhân thấy rõ cơ duyên, nhiếp tâm kiên định, vẫy thuyền sang sông, an vui hoan hỷ tự lòng, vào cảnh giới thanh trong thánh mạng. Đó là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính thưa quý vị, bài chúng con mới trình bày xong về từ ngữ, từ vựng và câu kệ mà Ngài phổ thơ.
Và câu kệ ngôn này thì quý vị đã nghe hai ngày trước đó nói về duyên sự rồi. Câu 21, 22, 23 đó là chuyên cần đường bất tử, giải đãi lộ tiêu vong, người chuyên cần chẳng chết, kẻ biến sống như không. Nhờ chi giác như thế, bậc trí chẳng buông lung, hoan hỷ chuyên cần mãi, tôi thắng được thung dung. Và câu thứ ba thì ngày mai ngày khác giảng, là người chuyên cần thiền định, hằng tinh tấn dụng công, bậc trí thoát triền phược, chứng niết bàn vô sau. Và bài kệ, những cái câu kệ pháp cú 21, 23 này thì được Đức Thế Tôn thuyết giảng cái diệu pháp khi mà ngài ngự ở tại cái vô xí Tarama, tức là cái ngôi chùa Đôi Âm Tự, và ở gần cái thành Kosambi. Và chúng ta biết là cái thành Kosambi này thì Đức Phật về có một lần thôi, bởi vì ở đây lúc này có hai nhóm vị tỳ kheo, pháp sư và luật sư đó. Thì lúc đó vì nhân duyên nên là các ngài vì luật pháp nên là lúc đầu thì đã xong, nhưng mà vì hai vị đệ tử rồi sau đó câu chuyện nó bùng lên gây chia rẽ. Sau này thì Đức Phật không có đến cái xứ Kosambi này nữa. Và Kosambi này thì đề cập đến cái chết, cũng là cái chết của hoàng hậu Samawati. Thì chúng ta biết là hoàng hậu Samawati là một hoàng hậu của đức vua Pasenadi. Hoàng hậu rất là đẹp và bị hoàng hậu Magandhija não hại. Magandhija thì bị ganh tị nên là đã dùng lửa và thiêu đốt 500 vị thánh tu đồ quần, tức là 500 vị cung nữ cùng đi chung với Samawati này. Và chúng ta thấy rằng là nghiệp thì không phải là tôi giết bạn rồi là kiếp sau bạn sẽ giết tôi. Chúng ta hiểu như vậy rất là sai. Qua đây thì chúng ta thấy là làng Samawati thuở xưa trong những cái tiền kiếp thì cái tâm bất thiện đã cùng với Lữ Tỳ lúc đầu là vô tình Đức Phật độc giác, ngài nhập cái thiền diệt thọ tưởng định trong cái đống rơm ngoài đồng, và làng đã đốt xong thì hồi nàng đi ra thì thấy ngài vẫn còn im, thì ngài chết, nàng tưởng chết rồi thì nàng mới phải đốt cho nó thiêu xác thành tro để người ta không nghi ngờ. Và chính vì cái tâm cố ý đó cùng với 500 cái người nữ đó và đã thiêu đốt vị Phật độc giác. Và chính cái quả đó thì cái dòng nghiệp lực đã đọa xứ trong vô lượng kiếp trong cái địa ngục. Và sau khi sanh lên làm người thì làm hoàng hậu Samawati thì đắc tu đồ quần, nhưng mà bà Magandhija này thì đâu có oan trái, phải không? Đâu có oan trái. Nhưng mà chính cái nghiệp của Samawati nó tương tác. Nó tương tác. Và Magandhija đã ganh tị và tìm mọi cách để giết hại làng Samawati này cùng với 500 vị thánh tu đùa. Và những cái ác nghiệp ngay tại đó, giết những cái vị thánh đó, thì làng Magandhija đó thì cũng bị Đức vua Pasenadi tẩy chay, và ngài cũng cho tính không những giết làng Magandhija mà còn giết nhiều cái quý phụ. Và có những cái chuyện thì kể là cày băng cái đầu của làng Magandhija này chôn sống.
Và cái câu chuyện này thì lại nói về cái vị Vô Sắc Cá, cái chàng trai Vô Sắc Cá. Thì cái chàng trai Vô Sắc Cá này thì chúng ta đã nghe hôm qua rồi, là cái người chủ thì ông bá hộ này, thì sư con chỉ kể một cái chút cơ bản để chúng ta đi vào pháp. Chúng ta đã nghe rồi là cái ông chủ có một cái cậu con trai thôi, và cái cậu Vô Sắc Cá này thì khi mà tái sanh ra thì cái kiếp này thì biết sao cha mẹ mà bỏ rơi như thế nào, và rồi cái câu chuyện này nó đọc thì nó rất là dài, rất là dài, nên là con kể cái đoạn cuối thôi. Và chúng ta biết rằng là những cái câu chuyện này thì không lẽ chúng ta cứ kể hoài. Thì cái chàng Vô Sắc Cá này thì ông chủ đó tìm mọi cách giết mà giết không được. Và sau đó thì ông cũng phải trả giá chính cái con trai của ông, do một cái lần mà ông á không biểu cái Vô Sắc Cá để đưa thơ. Thì lúc bây giờ cái chàng trai Vô Sắc Cá này đánh chơi cái trò gọi là ăn tiền đánh này kia, trò chơi rất là ấy, thì lúc đó Vô Sắc Cá mới nhờ cái người con trai của ông bá hộ này đi, thì đi vào chỗ đó thì ngay lúc đó gặp cái ông mà ông bá hộ đó. Vì đã trả tiền cho ông để khi mà Vô Sắc Cá đưa cái thơ đó đến thì giết Vô Sắc Cá để mà giấu bạc cái tung tích đó. Ai ngờ đâu thì con ông bị cái người kia giết chết. Khi mà Vô Sắc Cá về nhà thì ông cha ông hỏi là sao Vô Sắc Cá như này như kia, thì Vô Sắc Cá mới kể rằng cái thơ đó con đưa cho em để mà đi đến cái ông đó. Thì ông này ông rất là uất hận vì cái sự ác độc của mình. Và chúng ta thấy rằng là ở đây cho chúng ta thấy rằng nghiệp của chúng ta nó giết chúng ta, chứ không một ai có thể giết được bất cứ ai ở trên đời này. Và cuộc sống này thì chúng ta thấy đó, chẳng cần đợi đến ngày chúng ta chết, và chúng ta chết trong từng khoảnh khắc. Chúng ta chết trong từng khoảnh khắc. Và ông làm cách nào thì chúng ta thấy cũng không làm sao mà Vô Sắc Cá chết được. Đến cuối cùng ông gửi Vô Sắc Cá để cũng lại thuê tiếp một lần nữa cho cái bà chủ đó. Nhưng mà khi Vô Sắc Cá đem cái thơ đó đến bà chủ thì bà chủ này nhìn thấy Vô Sắc Cá thật thà, rất là dễ thương, và này muốn gả con gái cho Vô Sắc Cá. Cái câu chuyện đến đây thì chúng ta cũng đã đủ hiểu rồi. Và bây giờ chúng ta nhìn ra cuộc đời hiện thực của chúng ta cũng vậy. Và sau đó thì Vô Sắc Cá cũng được người cha dưỡng phụ của mình lúc trước
hãm hạ giết, nhưng mà bây giờ lại thương Vô Số Cá hết mực. Như vậy tâm của chúng ta nó thay đổi liên tục, không có sự ngừng nghỉ nào cả. Và chúng ta cứ nghĩ là chúng ta tốt đẹp, nhưng mà chúng ta chỉ tốt đẹp trong khoảnh khắc thiện mà thôi, ngắn ngủi lắm. Những khoảnh khắc của quả thì nó không có. Những cái khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng thì nó không có tốt đẹp. Nó chỉ là vô ký thôi. Nó cũng không là bất thiện. Vậy cái xấu xa của chúng ta nó chúng chỉ là một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. Khi nó có tham, có sân. Và rồi nó cũng diệt đi như những dòng suối, như những dòng thác đã muôn đời. Tâm này là vậy. Như vậy khi chúng ta ai đó bất thiện, chắc ai đó thiện. Thì lúc đó chúng ta cho đó thiện là của tôi hay là thiện là của ai đó. Như vậy tất cả chúng ta cũng chỉ là tâm, tâm sở, sắc pháp. Và thiện hay bất thiện. Có những lúc tâm của chúng ta nhiều thiện pháp trong ngày. Có những lúc thì tâm của chúng ta rất là nhiều bất thiện trong ngày. Và tùy theo duyên của chúng, và không có một ai có thể ngăn cản được khi pháp chúng có đủ duyên sanh khởi. Nhưng mà chúng ta có thực sự hiểu chúng là pháp hay không? Điều này rất là quan trọng. Không có ai tạo ra được cái gì cả. Khi mà pháp đã đủ duyên thì chúng sanh khởi, và khi sanh khởi thì chúng hoại diệt. Đã vô lượng những cái thấy nghe, những cái ngửi đến, những cái xúc chạm, những cái buồn vui, chúng đã sanh lên và diệt tận, chẳng còn cái gì còn tồn tại. Ngày mai chúng ta không cần phải mong chờ cái điều gì cả. Và rồi pháp nào sanh khởi thì chúng đủ duyên chúng lại sanh khởi. Sanh khởi rồi chúng lại diệt đi. Như thuở nào mà thôi. Chúng ta không thể đi tìm niết bàn ở đâu đó được. Chúng ta không thể đi tìm những cái thực tại chưa sanh ở đâu đó được. Vì chúng chẳng từ đâu tới. Chúng chẳng đi về đâu. Những cái gì đang sanh khởi thì mới có sự chạm đến, có sự hiểu biết. Nhưng đa phần những cái đang sanh khởi thì vô minh che lấp với bản chất của chúng. Vô minh chúng tạo ra những ảo ảnh. Tưởng chúng tạo ra những ảo ảnh. Chúng ta có một cái cảm giác rất là thật. Khi nào mà chúng ta thấy, ôi, thế giới chỉ có cái thấy, sanh ra một mình,
kinh nghiệm với đối tượng thị giác đó chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi. Đối tượng thị giác đó cũng không phải là ai cả. Chúng diệt đi, cái thấy cũng diệt đi, và cái thấy đó không bao giờ sanh trở lại trong vòng sanh tử luân hồi. Và rồi lại một cái khác, lại một cái nghe khác. Và chúng cứ sanh diệt miên viễn như vậy thì để làm gì? Chúng thật là khổ đau. Bản chất của chúng là như vậy. Thế giới chỉ có cái thấy, cái được thấy. Như vậy pháp thấy, chứ không có con người nào thấy. Không có đối tượng thị giác thì cái thấy không có sanh khởi. Con mắt không có nghiệp để cho nhãn căn thanh tịnh trong sáng thì cái thấy cũng không thể đương vào sanh khởi được. Và khi nhắm mắt thì đối tượng thị giác đó đi đâu? Chúng thực sự không phải là ai đó, không phải là cái gì cả. Và khi mở mắt ra, dường như chúng ta đã thấy một ai đó, một cái gì đó. Âm thanh cũng vậy. Chúng ta thấy bao giờ cho hết màu? Không, dầu đã muôn ngàn con mắt sanh khởi và hoại diệt rồi, vô lượng cái thấy sanh khởi và hoại diệt rồi, cũng không thể hết màu sắc. Âm thanh đã muôn vô lượng những cái nghe, nghe những âm thanh, và chúng ta bị chìm vào trong cái thế giới này. Cuộc sống này chúng ta vô minh vì cái thấy, về cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, cứng mềm, nóng lạnh, và suy nghĩ cho những cái thứ này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Điều này có khó hiểu không ư? Xin thưa mấy quý vị, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác khi được Đức Phật thọ ký 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, khi đủ 3 la mật, Ngài đã tu tập tất cả các loại thiền định, thần thắng trí, Ngài đều phải bỏ lại hết. Vì Ngài không liễu ngộ được cái thấy nghe ngửi nếm đụng là vô thường, khổ và vô ngã. Ngài buông bỏ hết tất cả những cái thứ đó. Và Ngài với cái con đường trung đạo, Ngài không có thiên hướng về cái bên nào cả, và Ngài tỉnh giác, Ngài thấy ra được các cái thực tánh pháp này. À, bài kinh đầu tiên Đức Phật dạy này các tỳ kheo: mắt là vô thường hay là thường? Như vậy 45 năm hoằng pháp, chúng ta đừng có nghĩ rằng Đức Phật đi dạy thiền định. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Ngài chỉ có dạy chân lý tứ thánh đế. Và ý kiến đã đúng đắn rồi, chánh định luôn luôn có mặt. Chánh kiến đi đâu thì chánh định nó phải có mặt ở đó. Chánh định luôn luôn hỗ trợ cho chánh kiến hỗ trợ cho chánh định. Không có chánh kiến là không có chánh định nào hết.
Và cái từ tu thiền nó không thể có trong Phật giáo. Thiền là khác mà tu thiền là khác. Cái trạng thái ly dục ly bất thiện pháp, Ngài nói cho chúng ta biết khi mà tâm có trí tuệ. Hay Xá Lợi Phất, Đức Bụt Kiền Liên, Nàng Pát Chát Ta Gia, bất cứ ai có chi kiến chứng đắc về thực tại, dầu quá khứ các ngài không có tích lũy về những cái đề mục thiền định, thì cái tương xứng của nó vẫn là chánh định, bát chánh đạo, và nó vẫn tương xứng với sơ thiền. Do vậy chúng ta thấy người trí biết rõ sai biệt người trí biết rõ được những cái đường lối thế gian là nguy hiểm. Người trí biết rõ được ngũ uẩn là nguy hiểm. Người trí biết rõ tất cả những phiền não khổ đau nó đến từ con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Nên là người trí không có phóng dật, không có phóng dật. Người trí biết rõ cái con đường tà hạnh rất là nguy hại, và người trí biết đường luân hồi thật là đau khổ và không có đường để mà ra, và vô lượng kiếp vô minh nó càng tích lũy cho vô minh mà thôi. Chứ vô minh nó không thể tích lũy cho minh được. Nên người trí thấy cái sự nguy hại đó. Chính là khi mà trí tuệ thấy được cái lợi ích thiết thực của giáo pháp, nên là trí tuệ thấy được cái lợi ích đó, nên là không có dễ vui, không có phóng dật. Nên tâm của các ngài luôn luôn hoan hỷ, sống trong sự an tịnh, sống trong sự viễn ly, biết đủ, không tầm cầu dục lạc. Bởi vì Ngài biết dục lạc đó chỉ là những cái màu ảo ảnh của xương thịt, những cái màu ảo ảnh của tứ đại, những cái âm thanh trơ trọi của tứ đại, những cái mùi vị của đại. Thế giới này chỉ có đất, 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 đất. Thế giới này chúng sanh tham sân si nhào nặn với đất, mê đắm trong đất, và rồi chết đi lại tiếp tục một cuộc hành trình mê đắm trong đất mới, tử thi mới, căn nhà mới, bào thai mới, cha mẹ mới, nhưng tất cả những thứ đó đều là đất, nước, lửa, gió, những cái thứ cứng mềm nóng lạnh căng trùng mà thôi.
và chúng sầu muộn và dãy giụa ở trên đó. Rồi chúng lại chết đi và lại tiếp tục tham đắm trong đất, nước, lửa, gió với những cái thây ma chưa được chôn mà thôi. Không có gì tốt đẹp ở thế giới này cả. Và mãi mãi là như vậy. Nên bậc chí không có thích thú ở trong đó, nên ngài hoan hỷ với cái sự xả ly đối với Nam Uẩn. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương Càn Thác Bà Thanh Ngạ Nguyện Phi Nhân A Tu La Diêm Chúa, và kính chia phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử, các cô tu nữ ở gần ở xa ở khắp mọi nơi, mong cho quý ngài quý vị tùy hiện phước báo thanh cao này để sớm liễu chi được lưới thánh đế, giác ngộ được niết bàn. Phước lành này có nguyện là nhân là duyên, thành tựu chánh trí, thành tựu ba la mật, chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo ngay trong kiếp sống này và trong chánh pháp của Đức Thế Tôn, xứng đáng là con của ngài. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Bằng vật sắp mong lăng rạc khanh tu sắp bè đê vật sắp bà bút đà nè khoa vè nè sà đà sở thị bằng vân tử tê bằng vật sắp bà mong lăng rạc khanh tu sắp bè đê vật sắp bà nham mà nè khoa vè nè sà đà sở thị bằng vân tử tê bằng vật sắp bà mong lăng rạc khanh tu sắp bè đê vật sắp bà sông khá nè khoa vè nè sà đà sở thị bằng vân tử tê. Tất cả phước báo ăn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chữ Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chữ tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh chúng con được thọ trì vi giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ đề qua ta san ti vi ha ra qua si ni Thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta sot thiền ca ron te tha vi ha ra măng đa lê